Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ tiến hành mở hộp một cái mẫu đồng hồ thông minh thấy là đang được rất là nhiều những bạn trẻ quan tâm thời gian gần đây ha, bởi vì cái mức giá nó khá là ổn so với những cái tính năng và thiết kế nó mang lại. Và đây chính là mẫu Huawei Watch Fit 3. Thì có thể nói là sau một khoảng thời gian khá là dài, Huawei không còn bán quá là nhiều những cái mẫu điện thoại chính hãng tại thị trường Việt Nam do cái lệnh cấm vận, thì họ đã chuyển sang một cái mảng khác, đó chính là tập trung vào những thiết bị đeo. Thứ nhất là đeo tai, là tai nghe nè, và thiết bị đeo theo dõi sức khỏe là đồng hồ. Khá là thành công bởi vì thứ nhất là mức giá ổn, thứ hai là nó nhiều tính năng và nó hữu ích cho người dùng. Và đây chính là cái sản phẩm mới nhất của họ luôn, đó là Huawei Watch Fit 3 ha. Thì nếu như các bạn mà mua cái mẫu đồng hồ này ở thời điểm hiện tại ở những cái gian hàng chính hãng, chẳng hạn như là Sephora đi, thì nó sẽ tặng kèm theo một cái Huawei FreeBuds SE 2 này nữa. Cái này thì mình đã lên video cho các bạn xem rồi ha. Đó, thì các bạn có thể nhấn vào cái đường link mình để đây cho các bạn coi thử. Con này 500.000 thôi mà nghe ổn phết đấy các bạn. Rồi, quay tới với nhân vật chính của chúng ta. Thì cái mẫu Huawei Watch Fit 3 này nó có một cái điểm khá là đặc biệt ngay từ cái phần hộp luôn, các bạn thấy luôn. Đó chính là cái phần màn hình đã rộng hơn thế hệ trước khá là nhiều rồi. Chính vì vậy mà hồi xưa mình cũng khá là thích con Watch Fit, nhưng mà màn hình nó nhỏ quá, nó hơi tù, cho nên mình không thích. Còn bây giờ nó đã rộng hơn rồi ha. Thì ngay mặt trước các bạn sẽ thấy được cái phiên bản mà mình mua luôn, đó chính là phiên bản màu xanh, dây đeo màu xanh ở đây. Thì nó có tới tổng cộng là mình nhớ là nếu như mua ở store sẽ là 5 bản, là 4 bản dây silicon, đó là đen nè, trắng nè, xanh nè, hồng nè, và có thêm bản dây da nữa. Và nếu như bạn nào mà mua ở trên những cái sàn thương mại điện tử thì sẽ có thêm phiên bản dây nylon nữa. Đó, nhiều lắm. Ở đây mình thấy màu này cũng khá là trẻ trung cho mình mua. Rồi, phần hộp thì các bạn sẽ thấy đằng trước thì cái hình cái này ha, bên đây cũng không có gì nhiều, toàn tem này nọ không à. Rồi mặt sau thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ để những cái tính năng chính của cái mẫu đồng hồ này. Đâu để mình coi nè, một cái màn hình lớn nè, AMOLED nè, siêu mỏng nè, đó, có thời lượng sử dụng pin lâu, sạc thì nhanh, có luôn cái phần mềm theo dõi calorie, có tích hợp GPS và hơn 100 bài luyện tập thể dục thể thao. Có luôn cái cảm biến đo nhịp tim, SpO2, đo giấc ngủ, đo cái độ stress của cơ thể. Có luôn tính năng gọi là phát nhạc và chơi nhạc từ thiết bị khác. Ồ, khá ổn. Và có luôn cả cái chống nước ở mức gọi là 5 ATM cho các bạn đi bơi. Và tương thích với rất là nhiều những thiết bị khác. Đấy không? Với mức giá dưới 3 triệu, cụ thể là khoảng 2 triệu 2, 2 triệu 3. Nếu như có mã thì mình thấy tính năng nó khá ổn đó. Bây giờ sẽ tiến hành khui hộp ra coi bên trong nó như thế nào nhé. Rồi thì bên trong thì các bạn sẽ thấy là ngay phần mặt trước là chúng ta sẽ có một cái đồng hồ. Ồ, nhìn khá là đẹp. Đấy, cái này mà và chưa gì mà mình đã thấy là nó khá là nhẹ rồi các bạn ơi. Vừa nhẹ và vừa mỏng nữa. Thì không chỉ là các bạn nam thích đâu, mà cái này mà tặng cho các chị em phụ nữ là họ đảm bảo là họ mê luôn. Bởi vì có rất rất là nhiều những cái đồng hồ thông minh khác màn hình dạng vuông này, nhưng mà nó bự quá, nó to quá, đeo họ nặng tay họ không thích. Thì như vậy thì nó sẽ thấy ổn hơn. Rồi bên trong các bạn sẽ có gì nữa thì chắc là sẽ là những cái mà cơ bản thôi. Chúng ta sẽ có một cái dây, một cái đốc sạc từ USB-A ra cái sạc 500 ở đây. Đó thì suy ra các bạn có thể kết nối ngay trực tiếp đối với những cái máy tính của các bạn, hoặc là cái cục sạc để các bạn có thể sạc được ha. Nhưng mà mình nghĩ có sạc nhanh thì các bạn nên kết nối với những cái adapter sạc đi, cho nó sạc cho nó ổn tí. Bên đây thì chỉ có sách hướng dẫn sử dụng thôi, không có gì nhiều hết. Rồi, và đó là tất cả những gì có trong hộp của cái mẫu Huawei Watch Fit 3 này. Bây giờ sẽ đến với nhân vật chính ha. Gỡ luôn cái lớp siêu này. Ấy. Rồi thì ở cái video này á, do là mình chỉ mới vừa mua được cái đồng hồ này thôi, cho nên đó là mình sẽ chưa có gọi là đánh giá chi tiết được. Bởi vì nếu như mà đánh giá chi tiết thì sẽ gọi là đánh giá mỏm rồi. Bởi vì đồng hồ thông minh nó khác với tai nghe và những cái món nhỏ nhỏ khác là chúng ta phải trải nghiệm nhiều. Mình còn phải lấy, mình kết nối với điện thoại, mình thử coi xài một ngày pin thế nào, tập luyện thể dục thể thao thì nó như thế nào, đo có chính xác hay không, rồi hoặc là nó hỗ trợ cuộc gọi như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì trong video này mình sẽ nói về những cái trải nghiệm của mình
khi mà lần đầu tiên mình cầm cái này ha. Khi mà các bạn khởi động cái máy lần đầu tiên lên như mình thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ kêu các bạn gọi là quét mã QR. Thì các bạn sẽ không thể nào tìm được cái phần mềm mà quét được cái mã này ở trên Google Play được. Lý do rất là đơn giản, bởi vì Google và Huawei đã nghỉ chơi nhau bởi vì cái lệnh cấm vận, cho nên các bạn phải lên cái phần mềm App Gallery trên website. Các bạn Google App Gallery ra và sau đó các bạn tải về cái phần mềm gọi là Huawei Health như mình thấy ở đây. Bấm cài đặt. Đó. Bấm download. Và các bạn tải về cái ứng dụng gọi là App Gallery trước. Sau khi các bạn mà tải về App Gallery xong thì các bạn sẽ tiến hành gọi là tải về ứng dụng gọi là Huawei Health để có thể kết nối được với thiết bị này ha. Đây, các bạn chưa gì mới nhấn vô thôi là nó đã đề xuất các bạn gọi là tải ứng dụng Huawei Health rồi. Đây, các bạn sẽ install nó. Cài cũng khá là nhanh. Rồi, các bạn sẽ open cái ứng dụng gọi là Huawei Health này lên và sau đó bấm allow. Ồ, các bạn thấy gì không? Mình mới vừa tải về cái ứng dụng này thôi mà nó đã giới thiệu về cái đồng hồ nha. Đó, có giá luôn, giảm giá, được tặng cái gì nó sẽ hiện đây luôn ha. Rồi thì cái tiếp theo là các bạn sẽ nhấn vào cái phần device này và các bạn sẽ bấm add device ở đây. Các bạn bấm đây, bấm, các bạn có thể để cho nó scan tự động ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ để ra cái phần mềm gọi là Huawei Watch Fit 3, hoặc các bạn có thể scan cái mã QR code này cách nào cũng được, nhưng mà nó đã tự động nhận rồi thì các bạn cứ nhấn vào. Rồi nếu như mà các bạn chưa có phần mềm của Huawei thì các bạn có thể đăng ký bằng email hay số điện thoại ở Việt Nam đều được ha. Bây giờ mình có rồi thì mình sẽ tiến hành login vô. Rồi và nó sẽ đòi các bạn mã ha, thì các bạn sẽ nhấn vô để có thể đăng nhập được. Đấy. Rồi các bạn sẽ nhấn connect vô đây và tiến hành đợi nó kết nối. Đây, và khi mà đã kết nối thành công thì nó sẽ hiện cái dấu stick ở trên để confirm các bạn có muốn kết nối hay không. Khi các bạn sẽ nhấn ở cả hai bên để có thể kết nối được cái tai nghe này, sau đó cấp quyền cho nó. Bởi vì cái đồng hồ này các bạn có thể làm được rất là nhiều thứ với nó ha, cho nên là phải cấp quyền nghe điện thoại, rồi nghe nhạc, rồi coi bên thứ ba, coi tin nhắn này nọ, các thể loại luôn. Đây. Đây, phải cấp quyền, cấp rất là nhiều quyền ha. Thì cái này đây, và các bạn sẽ nhìn vô đây. Các bạn có muốn cái đồng hồ này nó hiện thông báo của những cái phần mềm nào á thì các bạn hãy cấp quyền cho nó ha. Chẳng hạn như mình muốn được thông báo Gmail, được thông báo Facebook, Messenger, Telegram và một số những cái ứng dụng khác thì các bạn cứ bấm vô đây để nó hiện, sau đó các bạn nhấn Done. Đấy, bấm Allow để cho nó cấp quyền những cái phần mềm quan trọng. Rồi, và như vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta đã kết nối thành công với cái đồng hồ này rồi. Thì những cái tính năng ở trên cái đồng hồ này rất là nhiều ha. Nhưng mà khi mà mình đã trải nghiệm đầy đủ, mình sẽ có gửi các bạn một bài đánh giá chi tiết sau. Bây giờ mình sẽ nói về cái đồng hồ này chính thôi. Cái đầu tiên mình muốn nói các bạn đó chính là cái màn hình này, cũng chính là cái điểm nhấn ha. Thì so với những thế hệ trước thì cái màn hình này nó đã to ra rồi. Cụ thể là nó có một cái màn hình vuông kích thước là 1.82 inch và sử dụng tấm nền AMOLED. Thì nếu như các bạn có coi TikTok của TechLab thì các bạn sẽ thấy là bạn Huyền cũng đã từng hand on khá là nhiều những cái mẫu đồng hồ giá rẻ khác dưới 1 triệu, thì những cái đồng hồ đó màn hình cũng to nhưng mà nó lại xài cái tấm nền LCD, cho nên là nhìn nó sẽ không đã mắt bằng cái đồng hồ Huawei Watch Fit 3 này. Mình cảm thấy rất là ổn luôn, bởi vì độ thứ nhất là mình cảm nhận được là độ sáng màn hình nó cao, cái thứ hai là cái phần hiển thị của nó lớn giúp cho mình có thể thấy rõ được giờ giấc nè, và khi mà chuyển qua những cái tính năng theo dõi sức khỏe và theo dõi cuộc gọi lịch hay là những cái tính năng khác thì có thể nhìn một cách rất là rõ ràng luôn. Thì ở đây là cái điều kiện mà mình đang test trong nhà thì các bạn sẽ thấy là cái độ sáng của nó như vậy, nhưng mà khi mà mang ra ngoài thì mình vẫn có thể nhìn rõ được trong điều kiện ánh sáng mạnh nha. Có thể đi bơi hoặc là đi chạy bộ thì có thể nhìn ổn được. Cái điểm thứ hai mà mình thấy thích ở trên cái đồng hồ này đó chính là cái độ mượt của nó. Thông thường các bạn mà phải xài những cái đồng hồ kể cả Huawei đi, khoảng tầm 4 triệu mấy 5 triệu trở lên các bạn sẽ thấy mượt, còn những cái đồng hồ giá rẻ á mà không có tên tuổi lắm á thì sẽ bị hiện tượng là vuốt nó bị đơ đơ giật giật. Còn cái này thì gần như là mình không thấy cái độ trễ nào hết. Vuốt mọi thứ nó rất là ổn định luôn. Thì có thể là do cái đồng hồ này mình mới vừa unbox, mình chưa có test nhiều cho nên là chưa có những cái thông báo
cho nên là vẫn chưa có lắc. Nhưng mà ở hiện tại mình thấy nó rất là mượt luôn nè, các bạn thấy không? Mình vuốt qua vuốt lại nè, nhấn vô cái này, có thể nhấn vô cái này để bắt đầu xoay đó, xoay tính năng đó rất là ổn. Vuốt chạm cho các bạn coi luôn, màu sắc hiển thị rất là đẹp ha, màu cái tấm nền màu đen cực kỳ sâu luôn. Đó là cái hiển thị của cái đồng hồ này. Cái điểm thứ hai đó là đây, cho mình cho các bạn coi luôn, một cái đồng hồ giá không phải là quá cao nhưng mà độ hoàn thiện mình thấy ổn ha. Các bạn sẽ thấy là cái phần khung này được làm bằng nhôm nè, bằng kim loại nè, nó cứng cáp. Phần này là cái phần lỗ loa cho các bạn có thể nghe được tiếng. Cái bên đây thì các bạn sẽ có một cái núm xoay ở đây và một cái nút nhấn ở đây để thao tác, một cái nút nhấn vật lý và một cái núm xoay như vậy. Cái núm xoay này các bạn có thể vừa nhấn vừa xoay được, còn cái nút này thì giúp cho các bạn nhấn ha. Mình đánh giá là độ hoàn thiện khá là ổn. Tuy nhiên có một điểm nữa các bạn để ý là cái phần viền màn hình này nó nhô hơn một chút xíu so với cái phần khung này ha. Thì nếu như mà nó tiệp luôn đối với phần khung này, nó phẳng luôn á, thì mình thấy là nó sẽ ổn hơn. Thì cái này các bạn cũng sẽ thấy là hồi xưa trên những cái mẫu smartphone mà giá rẻ thì các bạn sẽ thấy là phần khung một kiểu, phần viền lên một chút xíu mới tới cái màn hình. Thì đây trên chiếc đồng hồ này các bạn cũng sẽ thấy điều tương tự ha. Tuy là các bạn nhìn là nó dạng phẳng nhưng mà nó được bo cong đều ở các bốn góc này, cho nên là mình nghĩ là các bạn nên dán màn hình để có thể bảo vệ được cái màn hình này nó tốt hơn ha. Rồi, đến với cái yếu tố tiếp theo, đó chính là cái mặt lưng đi. Đây, thì mặt lưng ở trên cái đồng hồ này thì mình thấy nó vẫn là nhựa nha các bạn, chứ không được làm từ gốm. Đó, những cái mẫu smartwatch đắt tiền hơn thì họ sẽ được làm bằng gốm, nó ổn hơn. Còn này thì chỉ là nhựa thôi. Và nhựa này nhựa bóng, để lại khá là nhiều dấu mồ hôi và vân tay luôn. Đó, cho nên là nếu như bạn nào mà cầm cái này mà đi tập luyện thể dục thể thao một thời gian mà ra mồ hôi đó, thì mình nghĩ là cuối ngày về các bạn nên vệ sinh kỹ nó một chút xíu ha, để cho nó khô. Còn hai cái phần chấu này là hai phần để các bạn gắn vô để các bạn sạc ha. Còn đây là khu vực cảm biến của cái đồng hồ này. Cái đồng hồ này có một cái dây khá là dễ mở, có hai cái nút ở đây. Nhìn vô đó là các bạn biết luôn là chỗ mở cái đồng hồ ha. Mình chỉ cần nhấn nhẹ thôi là nó rớt ra rồi. Đó, rất là tiện luôn. Và mình khi mà mình mua cái đồng hồ này á thì mình đã thử lên Shopee, mình thử mình search thử coi có nhiều cái dây không. Thì hiện tại đang có rất là nhiều những cái dây nha các bạn, và giá rẻ lắm. Một cái dây này chỉ tầm mười mấy, 20.000 là có rồi, hoặc là ba mấy nghìn, bốn mấy nghìn là các bạn có rồi. Tất nhiên là Shopee nước ngoài, Trung Quốc họ ship qua thì các bạn có thể tùy ý thay đổi được. Về tổng thể á, thì mình đánh giá thiết kế của cái mẫu đồng hồ Watch Fit 3 này nó ổn. Nó phù hợp với cả nam lẫn nữ, rất là nhẹ nhàng luôn. Mình cầm trên tay rất là ổn. Đây mình thử mình đeo vô tay cho các bạn xem. Bây giờ mình đã đeo thử trên tay cho các bạn xem luôn đây. Nó cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái đồng hồ Huawei Watch Fit 3 này là nó rất là nhẹ cho các bạn. Nếu mà so với cả những cái mẫu Apple Watch dạng bình thường thôi chứ chưa phải là Ultra thì mình thấy nó nhẹ hơn đáng kể. Điều này cũng khá là dễ hiểu thôi, bởi vì cái phần mặt dưới của nó bằng nhựa và thiết kế của nó không quá là bự nữa, cho nên là nó đeo rất là thoải mái. Thì đối với mình nha, đồng hồ bự chưa chắc là một đồng hồ tối ưu. Một chiếc điện thoại màn hình lớn giúp cho các bạn coi nhiều thông tin hơn thì cái đó là ok. Nhưng mà cái đồng hồ nó sẽ tác động cái lên cái cổ tay của các bạn, và đặc biệt những bạn nào tập thể dục thể thao mà đeo cái đồng hồ nó bự quá thì nó thứ nhất nó làm nặng cổ tay và nó sẽ ảnh hưởng tới các bạn trong quá trình luyện tập. Thì mình thấy cái đồng hồ này ổn, và mình là nam mình đeo còn thấy rất là nhẹ như vậy thì chắc chắn là nó sẽ phù hợp với các bạn nữ rồi. Nhiều bạn nữ mình biết á, họ nói là Apple Watch còn họ còn cảm thấy nặng, thì đây có thể nói là một cái chiếc đồng hồ dành cho họ rồi, bởi vì nó rất là nhẹ luôn. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua một chút về tính năng của chiếc đồng hồ này ha. Thì cái đồng hồ này á, thì có một cái kích thước là 1.82 inch, tấm nền AMOLED nãy mình nói rồi, độ sáng là tối đa là lên tới 1500 nits. Và đặc biệt một cái nữa đó chính là cái độ sắc nét của nó. Chiếc đồng hồ này có cái DPI là lên tới 347 ppi, cho nên là nó rất là sắc nét. Và nếu như nhìn từ xa ở một cái khoảng cách gọi là các bạn giơ tay lên các bạn nhìn giờ bình thường á, thì các bạn sẽ thấy độ rõ của nó. Dung lượng pin mà nhà sản xuất cung cấp cho cái đồng hồ này thì là 400 mAh và có thể sử dụng tối đa lên tới 10 ngày. Thì tất nhiên rồi, tất cả những con số pin là đều là lý thuyết hết. 10 ngày thì mình nghĩ là các bạn sẽ tắt hết mọi kết nối, không sử dụng những tính năng theo dõi sức khỏe thì mới 10 ngày thôi. Còn theo mình á, mình chưa test nha, bài review chi tiết mình sẽ nói. Còn theo mình, chiếc đồng hồ này trụ được khoảng từ 1 cho tới 2 ngày. Khi mà mình mở tất cả thông báo, cuộc gọi, tin nhắn, luyện tập thể dục thể thao thì nó khá là ổn rồi. Tối mình đi ngủ mình sạc cho nó, sáng hôm sau xài tiếp là nó ok rồi. Khi mà các bạn nhấn vào đây thì các bạn sẽ có cái mục workout ở đây.
thì các bạn sẽ thấy là ở đây có rất là nhiều những cái bài luyện tập thể dục thể thao luôn. Nhà sản xuất nói là hơn 100 bài luyện tập thể dục thể thao. Thì mình thấy là các bạn xài tầm 10 cho tới 20 cái bài thể dục thể thao này, các bạn đã có một cái cơ thể là quá tuyệt vời rồi. Đó, đối với mình thì mình chỉ cần chắc là chạy bộ rồi đi bộ thôi, bơi nữa hoặc là đạp xe thôi. Còn những môn khác thì mình chưa chơi. Thì mình sẽ thấy ở đây là có bơi, đi bộ nè, đạp xe trên núi, bơi ngoài trời, bơi trong nhà. Có luôn cả nhảy dây, rồi đi máy chạy bộ trong nhà, rồi order là gì đây, bấm vô coi thử luôn. Đây quá trời môn luôn, nói chung là các bạn có thể dùng cái này để có thể luyện tập được rất nhiều môn thể dục thể thao ha. Ngoài ra thì các bạn sẽ có những cái tính năng quan trọng khác nữa, chẳng hạn như là các bạn đo được cái lượng năng lượng của các bạn, giúp cho các bạn có thể gọi là giảm cân tốt hơn ha. Ngoài ra thì còn có đo nhịp tim quá quen thuộc rồi, đo nồng độ oxy trong máu, đo nhịp thở, theo dõi giấc ngủ, đo cái độ stress của các bạn. Đó, nói chung là không thiếu gì cả. Thì cái này mình sẽ tiến hành gọi là test hết cho các bạn và gửi cho các bạn trong bài review ha. Đó, nhìn chung thì mình thấy là nó quá trời thứ luôn rồi đó. Chắc phải test khoảng chừng 2-3 tuần mới có thể gửi cho các bạn bài review được. Rồi, nói về cái mặt đồng hồ đi. Thì mặt đồng hồ mặc định của chiếc đồng hồ Huawei Watch Fit 3 này mình thấy nó khá là nhiều á. Và đa phần á, các bạn sẽ thấy là ngoài những cái hình đồng hồ cơ bản ra thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chủ yếu là những cái đồng hồ mà cái thêm tối để nó giúp gọi là thể hiện được cái màn hình AMOLED của nó ha. Đây mình mới chuyển qua cái thêm này đây, nhìn rất là đẹp và ấn tượng đúng không nè. Đó, thì ngoài ra các bạn có thể dùng cái đồng hồ này để có thể nghe gọi được, có thể chép nhạc vô và có thể nghe nhạc được trên nó, có thể gọi là coi thông báo từ rất nhiều các ứng dụng. Rồi, và đó là cái bài mở hộp và trên tay nhanh mẫu Huawei Watch Fit 3 này. Thì đối với một cái mức giá sau khi mà trừ đi hết quà mà có tham khảo được ở những cái trang thương mại điện tử thì rơi vào khoảng 2,2 triệu, giá mặc định thì khoảng 2,7 triệu, 2,8 triệu gì đó. Thì mình thấy đây là một cái mức giá gọi là khá là hời cho chiếc Huawei Watch Fit 3 này, bởi vì thứ nhất đó là thiết kế nó đẹp, nó khá là sang. Cái thứ hai đó là màn hình của nó có một cái khả năng hiển thị rất là ưng ý mình, và nó có rất là nhiều những cái bài tập luyện thể dục thể thao và các tính năng theo dõi sức khỏe. Mình chưa có nói đến việc là nó có đo chính xác hay không hay nó có theo dõi chính xác hay không, nhưng mà đối với một cái món phụ kiện thời trang đeo trên tay với một cái mức giá hơn 2 triệu một tí thì mình đánh giá nó phù hợp, nó ổn, đặc biệt là đối với các bạn nữ. Thì có thể là mình sau khi mình review xong thì có khi mình sẽ cân nhắc mua thêm một cái nữa cho vợ mình để đeo cặp, có thể là cùng nhau luyện tập thể dục thể thao và theo dõi sức khỏe cho cả nhà. Rồi, và đó là những gì về mẫu Huawei Watch Fit 3 này. Mình sẽ tiến hành rất sớm gửi các bạn bài review chi tiết về mẫu Huawei Watch Fit 3 này sau khi mình đã test hết được tất cả những cái tính năng của nó, những cái ưu nhược điểm của nó ha. Trong cái lúc mình test thì nếu như các bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới cái mẫu đồng hồ này hoặc là muốn mình so sánh cái mẫu đồng hồ này đối với những cái mẫu đồng hồ khác thì hãy comment bên dưới để mình xem và tiến hành song song luôn để có thể gửi các bạn trong bài review chi tiết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.